Lâu không gặp con bạn, nhìn lại có vẻ ngon nghẻ ra đấy nhở. Nhan sắc lại thăng hạng. Tao ngửi thì có mùi yêu đương hẹn hò đây đấy nhá. Có ai không? Không, thì có ai? Ớ vật. Điều. Không là không. Là tôi à? Không, cậu thì là ai? Chị chụp bao giờ đấy? Thấy không? Quán phở của cậu ấy sắp nổi tiếng khắp cõi mạng rồi đấy. Cho ông già cậu xem cái này ấy. Ông già cậu lác mắt cho mà xem. Là chị chụp thật đấy. Không tôi thì còn là ai nữa? Chỉ có tôi ấy, tốt với cậu như thế thôi. Sao chị tốt với tôi thế? Thì thích. Thích kiểu gì? Muộn rồi. Về trước đây. Là tôi à? Không, cậu thì là ai? Chị chụp bao giờ đấy? Thấy không? Quán phở của cậu ấy sắp nổi tiếng khắp cõi mạng rồi đấy. Cho ông già cậu xem cái này ấy. Ông già cậu lác mắt cho mà xem. Là chị chụp thật đấy. Không tôi thì còn là ai nữa? Chỉ có tôi ấy, tốt với cậu như thế thôi. Sao chị tốt với tôi thế? Thì thích. Thích kiểu gì? Muộn rồi. Về trước đây. Chị đã hôn tôi, chị đã ngủ với tôi. Thì nó giống kiểu như, giống kiểu như là chuyện sinh lý ấy. Cậu là đàn ông, tôi là phụ nữ, thế thôi. Chẳng nhẽ em cậu nghĩ tôi chỉ hôn mỗi mình cậu à? Tôi hôn đầy. Đây, cậu cầm lấy, coi như là đền bù tai nạn tối qua. Ok. Nhìn cái gì? Làm việc đi.